Bản tin nóng siêu vắn ngày 26 tháng 8 2021. Tin dịch siêu vắn. Bộ Y tế tối ngày 25 tháng 8 cho biết trong 24 giờ trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước tại 36 tỉnh, thành phố, có 7.321 ca trong cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Y tế thông báo việc khuyến khích các địa phương tổ chức tìm mua vaccine phòng COVID-19. Pfizer đồng ý cung cấp thêm 20 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Sáng ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố Mỹ tặng 1 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech cho Việt Nam sẽ đến trong 24 giờ nữa. Trung Quốc viện trợ thêm 2 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Romania tặng 300.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Ý viện trợ 801.600 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho Việt Nam. Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an quận Ba Đình khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc tiêm vaccine thần tốc nếu như chịu trì 1 triệu đồng. Tổng đài 1022 Hà Nội, 300 bác sĩ luôn túc trực tư vấn về COVID-19. Xuất cấp hơn 15.350 tấn gạo dự trữ cho thành phố Hồ Chí Minh, Long An. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19. Ngày 25 tháng 8, Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng bằng thuốc Monopiravir đặc trị COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tăng đột biến với tỷ lệ F0 trong cộng đồng chiếm đến 84% tổng số F0 mới, thậm chí có rất nhiều quận, huyện tỷ lệ này lên đến 100% hay gần 100%. CDC Mỹ cảnh báo những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 có nguy cơ nhập viện cao gấp gần 30 lần so với người đã tiêm đủ liều. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ được đi cùng với trẻ đến nơi điều trị COVID-19 cách ly tập trung. Đề xuất tăng phụ cấp cho người làm công tác tiêm vaccine. Bình Dương yêu cầu không được từ chối ca nhiễm, nghi nhiễm với bất kỳ lý do nào. Vừa hết cách ly xã hội 10 ngày, thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 giãn cách xã hội trở lại do xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Bà Rịa Vũng Tàu dừng hoạt động cảng cá. Quảng Nam tạm đóng cửa chợ Tam Kỳ. Thanh Hóa giãn cách huyện Nông Cống theo chỉ thị 15 sau khi ghi nhận một ca mắc trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, có lịch sử tiếp xúc rất phức tạp. Từ 9 giờ sáng ngày 26 tháng 8, xã Phú Nhuận, tỉnh Thanh Hóa với hơn 8.000 người dân áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Lạng Sơn phong tỏa huyện Văn Lãng theo chỉ thị 16 từ 12 giờ trưa ngày 25 tháng 8. Nghệ An test sàng lọc cộng đồng phát hiện shipper ở thành phố Vinh và mẹ dương tính với SARS-CoV-2. Tin trong nước siêu vắn. Phó Tổng thống Mỹ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á tại Hà Nội. Mỹ thuê đất xây đại sứ quán hơn 1 tỷ đô la Mỹ tại Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh thí điểm combo nông sản giá từ 100 đến 200 nghìn đồng. Ông Tăng Chí Thượng làm giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Gần 440 trường hợp vi phạm đất đai tại Đồng Nai từ năm 2013 đến nay. Câu lạc bộ Than Quảng Ninh tuyên bố dừng hoạt động khi không cân đáng được 80 tỷ đồng trên năm để nuôi quân. Hacker thông báo đã bán ra 3 bản mã nguồn BKV thu về tới 1,37 tỷ đồng. Doanh nghiệp ủng hộ 200 xe rùa cho thành phố Hồ Chí Minh vì thương đội ngũ shipper giao nhu yếu phẩm. Đàm Vĩnh Hưng phủ nhận nắm giữ 96 tỷ đồng tiền từ thiện như lời bà Phương Hằng, cho biết sẽ nhờ hội doanh nghiệp thành phố phán xử. Xuất hiện cửa hàng thanh toán không tiếp xúc đầu tiên tại Việt Nam. Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 1 tháng 9. Nghệ sĩ Xuân Bắc lo lắng khi có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, xúc động vì một việc làm của bác sĩ trong lúc chờ kết quả. Nhiều chủ nhà trọ ở Hà Nội đón người mắc kẹt về ở miễn phí. Nở rộ ứng dụng lừa đảo đầu tư là chắc thắng trong mùa dịch. Tiếp tục chuyển 2.000 đơn vị máu vào thành phố Hồ Chí Minh. Thu hồi thuốc hoạt huyết dưỡng não của công ty cổ phần Dược Phúc Vinh vì không đạt tiêu chuẩn. Ngại đi khám bệnh vì giãn cách xã hội, nhiều người bệnh nhẹ mà hóa nguy. Tin kinh doanh siêu vắn. Giá gạo xuất khẩu rớt xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm. Người nuôi heo, gà khóc ròng do bị ép giá thê thảm khi bán tháo gia súc, gia cầm quá lứa. Vỡ mộng bạc tỷ là đột biến trăm triệu treo bờ rào, bóc phốt rầm rập. SHB chốt thương vụ bán 100% vốn công ty tài chính cho ngân hàng Thái Lan. Nam Long ký kết cùng đối tác Nhật phát triển dự án Waterfront Đồng Nai 18.600 tỷ đồng. Tôm Việt thắng thế tại thị trường Mỹ, giá trị xuất khẩu tăng 34% trong 7 tháng đầu năm. Xuất khẩu tôm mạ tháng 7 vẫn tăng gần 6% so với tháng trước đó bất chấp dịch COVID-19. Việt Nam nhập 1 triệu tấn phế liệu sắt thép từ Mỹ trong 7 tháng đầu năm, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.
MSB chuẩn bị thoái toàn bộ vốn tại công ty con AMC. Doanh nghiệp bất động sản đổ bộ ở phía đông Quảng Nam. PVCB Capital muốn thoái gần 9% vốn vận tải dầu khí Thái Bình Dương PVP. Tập đoàn Masan có thể IPO The Clarex trước ngày 11 tháng 6 2026. FLC Stone, tân CEO đồng thời là lãnh đạo hàng chục công ty khác. Lợi nhuận Hoa Sen tháng 7 2021 tăng 124% so với cùng kỳ. Vinalize thanh lý tàu với giá khởi điểm 188 tỷ đồng. Hơn 1 triệu tỷ đồng dư nợ được Agribank miễn giảm lãi vay. Cổ đông lớn và chủ tịch Santel đăng ký thoái vốn mở đường cho Louis Capital. Chứng khoán BSC trở lại giao dịch trên HOSE dự kiến từ ngày 6 tháng 9 2021. Sara Việt Nam thông qua phương án chào bán 18 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Mỗi ngày qua đi, doanh nghiệp bất động sản phải chạy đôn chạy đáo vay mượn, thậm chí phải vay nóng để trả lương, trả lãi ngân hàng. Sasha Homes bùng nổ với hơn 15.000 sản phẩm, tổng giá trị hơn 300.000 tỷ. Nổi lên nhờ cung ứng cho Apple, Lustre phá kỷ lục kinh doanh, riêng ngay nhà máy tại Bắc Giang năm 2020 doanh thu gần 1,7 tỷ đô la Mỹ. Do Venture đầu tư vào nền tảng giáo dục trực tuyến, vui học. Giá nhiên liệu tăng vọt, EVN kêu bị đội chi phí 16.600 tỷ đồng. Sacombank hoàn thành triển khai và áp dụng bên số 2. Sổ số truyền thống vẫn nên làm ra trong mùa dịch COVID, doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm cùng tăng 30%, lãi 120 tỷ đồng mỗi tháng. Mỹ công bố dự án 36 triệu đô la Mỹ giúp Việt Nam phát triển năng lượng sạch. Tin thế giới siêu vắn. Thế giới có thể thiệt hại hơn 2.300 tỷ đô la Mỹ vì chậm tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cổ phiếu meme bùng nổ, GameStop phi mã 28% trong phiên. Tham vọng xây nhà máy Giga của VinFast nhìn từ phía Tesla có thể tiêu tốn 1 tỷ đô, chỉ 30% công suất đã đạt được sản lượng cao nhất thế giới. Toyota, Honda cắt giảm sản lượng ô tô vì trục trặc từ chuỗi cung ứng linh kiện tại Đông Nam Á. Nguồn cung tại Việt Nam gặp khó khiến cho Samsung đánh mất thị phần vào tay đối thủ. iPhone bị tấn công bất chấp những nỗ lực bảo mật mới từ Apple. Mỹ sẽ tái khởi động chương trình cho thuê giàn khoan dầu khí. Nissan Force đã bán được 50 tỷ Mỹ cộng Cup Noodles trên toàn thế giới. Hàn Quốc nợ hộ gia đình lên cao mức kỷ lục từ năm 2003. Ấn Độ sẽ huy động 81 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách từ thuê tài sản công. Johnson & Johnson tiêm mũi 2 giúp sản sinh kháng thể gấp 9 lần. Trung Quốc hơn 600 triệu nam giới cô đơn xa và lưới tình với bạn gái ảo AI say mê tới mức trò chuyện liên tục 29 tiếng. Báo Anh đưa tin, container mới giờ hiếm như vàng, hãng vận tải thậm chí có tiền cũng chưa chắc được tiếp cận. Siêu rết khổng lồ gây kinh hãi mạng xã hội Nhật Bản bởi vẻ ngoài như đến từ địa ngục. Hàng loạt cá voi đổ xô mua Bitcoin khi giá vọt lên 50.000 đô la Mỹ. FDA yêu cầu ngừng sử dụng dao siêu âm Ecomet do nhiễm khuẩn gây nguy hiểm. Trung Quốc mở lại bến chính trong cảng đông đúc thứ ba thế giới. Bản tin nóng siêu vắn, tin tổng hợp siêu nhanh siêu ngắn phát lúc 7 giờ sáng hàng ngày. Hãy dành vài phút nghe đọc để biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Quý vị thấy bản tin hấp dẫn thì like và comment ủng hộ trên bản tin bằng cách theo dõi các kênh podcast và YouTube nhé.